Hôm nay mình và Vidac sẽ cùng nhau trải nghiệm hết tất cả tin đồn trong Bloodfruit để thử xem nó có thật hay không. Ok, và đến với tin đồn đầu tiên theo anh là Vidac, đó chính là liệu các bạn có biết khi chúng ta bị con NPC giết thì chúng ta sẽ bị mất một lượng bounty kha khá đúng không? Nhưng mà em có biết á là số bounty đó sẽ bằng với level của con quái không? Không, cái chuyện đó em không biết. Nè coi nè, ví dụ con boss này level 1550 đúng không? Thì khi nó giết anh nó sẽ mất 1550 bounty. Ừ mà Vidac nó không bị quýnh chết chắc nó không tin đâu các bạn ơi. Ngu gì đang boss quýnh chết các bạn ơi. Ôi nó giết boss rồi. Khoan đã, theo anh nè, qua Bitmom đi. Con boss level cao nhất trong Bloodfruit hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ chạy vô cho nó giết để chứng minh là cái tin đồn này có thật nha các bạn. 2175. Và BOOM. Yeah, chúng ta đã mất 2175 bounty. Thì mình vừa mất 3k bounty chỉ để quay video cho các bạn thôi đó. Nên là đừng quên kéo xuống dưới like video này đi. Và đăng ký nữa nha. Và tin đồn tiếp theo đó chính là trái Rubber có thể né được đòn của cây súng. Mà lý do tại sao mình cầm với Rubber tại vì mình không có trái Rubber các bạn ơi. Ủa, phải đắt có nè. Em ăn nha. Rồi rồi, em là Luffy rồi đó. Sau đó thì mình lấy cái súng mình ra và bắn lên mặt Vidac, bắn lên mặt Vidac. Có bắn hụt không? Khoan nha các bạn, để mình ngắm kỹ lại tí đã. Mày hả bội? Mày chi nha vậy trơn, thử sâu guitar ta ơi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải sử dụng vũ khí hạng nặng luôn nè. Soul Sacker Ay Diablo. Ui em bay lên trời kìa. Có khả năng sửa tua nó nhưng mà không gây ra đam. Ok, quay lại với con boss đầu tiên đi. Thì ở tin đồn tiếp theo này đó chính là khi mà chúng ta giết con boss xong và out ra thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện được cái lỗ bùng vô hạn mastery. Nghĩ sao có thiệt được. Ngu lắm mới tin các bạn ơi. Nhưng mà lạ rồi, phải thử biết sao giờ. Bây giờ mình sẽ quýnh cái con boss đầu tiên này nha. Hay là quýnh con boss Big Mom cho nó nhiều mastery ta. Ừ, xem với Big Mom. Quýnh Big Mom sợ hai anh em quýnh không lại chứ. Rồi rồi rồi, Phúc, em giúp anh giết con quái đi Phúc. Bây giờ mình sẽ canh Phúc giết xong con boss là mình out liền luôn nha các bạn. Để coi là cái tin đồn có thật hay không. Giết này nha. Giết đi. Rồi out. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần vô lại đúng không? Ok, rồi bước tiếp theo các bạn chỉ cần vô lại ở C1 và sau đó thì giết một con quái ngẫu nhiên. Chúng ta chỉ cần giết con bandit thôi các bạn thấy không? Một con bandit duy nhất và chúng ta đã có được Infinity Mastery. What the hell? Một con bandit mới lên level kìa. Anh ba xin. Đúng là đẳng cấp thế giới luôn chứ, lên được chiêu mới chỉ bằng một con bandit. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình chơi Bloodfruit thì đây chỉ là cái lỗi bung thôi nha. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là ông TBNC2 ổng không có. Và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là trái quỷ có tầm đánh xa nhất trong Bloodfruit. Mình sẽ cho các bạn 3 giây để đoán xem đó chính là trái nào nha. Anh đoán là trái Spider. Để xem coi nó có phải là trái bắn xa nhất hay không nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu C của trái Spider V1. Ngắm và bắn về đất. Ôi. Nguyên một cây cầu dài vậy luôn các bạn. Mà thậm chí mình còn đứng sâu bên đây nữa chứ. Đâu đâu, để anh thử, anh chạy múc ngoài này rồi anh bắn thử rồi. Ok, rồi, ok. Rồi, ngắm và bắn. Đúng không? Không, anh đứng xa cái cỡ mấy cây cầu luôn á. Nhưng mà các bạn đừng lo, mình đã có một trái quỷ có thể bắn xa hơn cả trái spider nữa. Thì bây giờ mình sẽ đứng ở trên đảo cà phê, còn với đất thì các bạn thấy không, cái chớm vàng vàng đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật haki quan sát lên và sử dụng chiêu ít. Sao chúng được cách mấy cây cầu luôn á? Cách có một hòn đảo chứ nhiều các bạn. Thử xem, đây chính là màn hình của với đất. Để xem coi là mũi tên mình có bay tới không nha các bạn. Ui, ôi cái gì vậy? What? What? Anh đâu xuất hiện vậy? Đâu xuất hiện gì tiên? Đâu gái xuất hiện bắn như người em vậy? Các bạn thấy chiêu ít của trái lớp nó bá đạo đấy các bạn. Cách gần một hòn đảo luôn mà dẫn chúng. Và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là chiêu V của chiếc băng dạng V1 nó sẽ đóng băng lâu hơn dạng V2. Em có tin điều này không? Sao được, V1 là bản cùi hơn của bản V2 mà. Kiểu anh thấy mấy người chơi pro thường thường xài V1 hơn là V2 á. Rồi, nhưng mà giờ mình sẽ thử cái tin đồn này nha các bạn. Độ không tuyệt đối, đầu tiên sẽ là V2. Bao nhiêu giây, điểm thôi ơi. Ủa nhanh quá vậy? 2 giây. Ơi, có khi nào là thiệt không Phúc, anh thấy nhanh thiệt luôn á. Và đến với trái AV1, kỹ băng hà. Để xem coi đâu chính là... Bao nhiêu giây? 2 giây rưỡi. Lâu hơn mà. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Wow. Nhưng mà thấy các bạn thì chiêu V đóng băng lâu hơn, các bạn hãy nhớ comment bên dưới nha. Có bao giờ các bạn đã gặp phải trường hợp đó chính là đang cầm trái quỷ ngon thật là xịn trên tay thì bỗng nhiên có một thằng chạy lại và múc bang các bạn. Và đương nhiên các bạn sẽ mất trái quỷ. No. Và ở tin đồn lần này đó chính là chúng ta vẫn có thể có cách giữ trái quỷ đó nếu như các bạn đang cầm ở trên tay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ random trước nha các bạn. Nhớ nhập code AirCrazyLion sẽ random được trái like. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử cái tin đồn đó nha. Đầu tiên thì chúng ta reset và sau đó rớp giác quỷ ra. Ủa, hình như nó cũng mất luôn đúng không ta? Là giữ vô. Ủa, cái like của anh tàn hình rồi nè. Là vẫn giữ được cái like. Vậy em cũng phải thử. Rồi lượm. Ui,
được chiếc flame thiệt nè các bạn. Rồi tin đồn là real 100% nha các bạn, quá đỉnh. Ok, và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là V4 của tộc thiên thần có thể khống chế boss vĩnh viễn luôn. Thiệt hả? Ừ, và các bạn biết rồi đó, chỉ có một mình với đất đây là tộc thiên thần thôi. Ôi gốc của em cũng đất dụng rồi, nên là bây giờ em phải bị anh quýnh nha mày hả bội. Rồi bắt đầu bài phố. Ok con à, let's go. Ôi vì đất nó bay các bạn ơi, anh ấy thật sự là thiên thần. Rồi thì bây giờ em chỉ cần đi xung quanh con boss thôi, Phúc, đứng xung quanh boss thôi. Con boss nó bị khống chế thì không vậy các bạn. Ủa có sai có nhầm lẫn vô lên sao nó vẫn đánh em được vậy? Giờ tin đồn này là fake các bạn ơi, tộc thiên thần V4 không có bá đạo đến mức đó nha. Và đến với lời đồn tiếp theo đó chính là chúng ta có thể mọc cái chân bự hơn bằng Dark Step. Chân dở đúng không? Đầu tiên các bạn bật cho mình chiêu V của cây Dark Step nha. Overhit. Ghê vậy, em cũng chuẩn bị sẵn sàng hả? Rồi sau khi bật xong thì các bạn chỉ cần đổi xem cái melee đó ngẫu nhiên tùy các bạn thôi. Super Human. Và các bạn tắt bít ha. Mình thật sự biến thành cái chân siêu bự luôn đó các bạn. Among Us. Đừng. Giả vờ làm giác quỷ. Ôi đây coi giác quỷ mọc cái cây đúng không? Giác quỷ này to to sao á. Ok và tiếp theo chúng ta cần phải đi tích nộ của trái T-Rex nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy trái Smog ra, sử dụng chiêu V của trái T-Rex và cầm trái Smog lên. Thì lúc này các bạn sẽ tàn hình. Rồi theo mình nghe nói thì sau khi tàn hình thì chúng ta sẽ lấy trái Human ra. Thì lúc này các bạn sẽ biến thành một cái mặt trời mini. Kìa các bạn, này đom đóm với mặt trời gì? Bị phát hiện các bạn ơi, tôi yêu chi 97 thiên lý ơi, em có thể ở lại đây không? Em thấy giống đom đóm lắm luôn đó lành ơi. Ừ anh cũng thấy giống đom đóm nữa, không lẽ anh giờ sẽ trở thành đom đóm chúa sao? Và ở tin đồn này đó chính là chúng ta có thể thức tỉnh lên Phoenix V4. Đầu tiên thì các bạn hãy mở bảng trái quỷ lên, bấm chữ equip, sử dụng chiêu dách và bấm equip thật là nhanh. Thì lúc này mặc dù các bạn đã đổi qua trái portal rồi, nhưng mà các bạn vẫn còn đôi cánh của Phoenix. Thì với cái này các bạn có thể tạo bao nhiêu cánh của trái Phoenix tùy thích luôn. Ok và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là khi các bạn đó chính là khi các bạn mua cái thuyền bay ở C2. Rồi chúng ta chỉ cần bay thẳng đến Kingdom of Rose và quẹo quẹo qua phía bên đây một tí. Chuẩn chưa? Đúng hướng này không? Ôi nó bay thiệt kìa. Hải tặc xâm chiếm thành phố các bạn ơi. Wow. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi nó lúng xuống dưới luôn rồi. Ok, và bỏ qua cái thiền này của mình đi. Thì tiếp theo các bạn chỉ cần chuyển sang cái click to move. Cái các bạn hỏi mình khá nhiều trận chiến PvP lần trước đúng không? Để sử dụng cái bung này á, các bạn chỉ cần nhảy lên chuột phải và bấm nút lướt là các bạn sẽ bay siêu cao luôn. Ui, what the fuck? Em đây muốn hải tặc đại chiến mà. Nổ thiệt Phúc ạ. Lung xuống đất nữa rồi, em lọt xuống đất luôn rồi. Ok và đến với tin đồn tiếp theo đó chính là khi mà các bạn vào game nhưng mà không chọn phe và có một thằng nào đó chạy lại ở phía dưới này và spam nút nhảy thì màn hình các bạn sẽ bị rung lắc từ từ cắm đầu xuống phía dưới. Hình như mình cảm thấy nó méo méo thiệt á. Các bạn cảm thấy cái độ xéo của màn hình mình không? Bây giờ mình phải nghiêng đầu để nhìn cái màn hình mình á. What the fuck, nghiêng vậy? Vậy là cái tin đồn là có thiệt nha các bạn. Ok và đến với cái cuối cùng đó chính là các bạn dịch chuyển người khác vô chiêu V của chép bottle. Đứng gần cái cổng này. Ê, đừng đứng gần quá nha. Đây các bạn đứng gần cái cổng thôi và sử dụng chiêu X Armor Breaker, sử dụng vô cái cổng và pum, mình đã bay khá là xa so với cái chỗ vị đất đang ở nè. Thì đây chính là cách để các bạn có thể bỏ chạy nhanh nhất trong Lord Fruit. Ok, đó chính là tất cả những tin đồn trong video hôm nay. Nếu như các bạn thích video này nhớ là cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.